Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử không nhìn mặt nhau dù từng hợp tác 7 năm trước. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử hiện phải đối mặt với nhau thế nào sau nghi vấn mâu thuẫn nhiều năm trước đây? Từng có cơ duyên làm việc cùng nhau trong siêu phẩm cổ trang Chu Tiên Thành Phân Chỉ, mối quan hệ thực sự của hai nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử luôn là thắc mắc lớn mà truyền thông đặt ra. Năm 2016, bộ phim Chu Tiên Thành Phân Chỉ cho Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong, Dương Tử đóng chính đã lên sóng và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi kịch bản hấp dẫn, diễn xuất và tạo hình của hai nhân vật, Lục Tuyết Kỳ, Dương Tử và Bích Sao, Triệu Lợi Dĩnh cũng thường xuyên bị đem ra so sánh. Chính vì vậy, thời điểm phim lên sóng cũng là lúc mà người hâm mộ hai nữ diễn viên bùng nổ tranh cãi gay gắt. Triệu Lợi Dĩnh ở thời điểm đó cũng bị tố là có thái độ kiêu căng, cố tình phớt lờ Dương Tử khi đàn em cố gắng đưa micro qua cho cô nàng. Cả hai dường như cũng khá e dè khi tương tác với nhau tại các sự kiện quảng bá phim. Tuy nhiên, cả Lệ Dĩnh và Dương Tử đều chưa từng lên tiếng về chuyện này. Lâu dần mối quan hệ của cả hai cũng không còn được nhắc tới nhiều như trước. Bẵng đi 7 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử lại tiếp tục bị réo gọi vào cuộc chiến của cộng đồng fan hai nhà. Được biết, Dương Tử đã khiến fan Triệu Lệ Dĩnh tức giận sau khi dùng thang trường tương tư trong bài đăng liên quan tới nữ diễn viên họ Triệu. Việc làm này khiến cho Dương Tử bị đánh giá, cố tình giữ hơi đàn chị để kiếm nhiệt cho phim. Cuộc tranh luận lại càng căng thẳng khi fan Dương Tử đáp trả người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh bằng cách nói chuyện nữ chính Sở Kiều Truyện chật giải Bạch Ngọc Lan để mỉa mai cười cợt. Có thể nói nguyên nhân sâu xa khiến Dương Tử và Lệ Dĩnh có khoảng cách chưa hẳn là vì các vai diễn trong phim hợp tác chung mà phần lớn ở sự quá khích của người hâm mộ.